trương cơ sở với em pha là trương tận 55 phân nguyên một khối luôn các bạn nhá, đục bằng te. Cơ sở với em pha mặt ván trần xì là pha xẻ 2 phân rưỡi cưa nha các bạn nhá. Khuôn tranh là dày 5 phân, mặt ván là xẻ nguyên một tấm dày 2 phân rưỡi đục bằng te các bạn nhìn nhá. Các bạn nhìn cái mặt bàn này đục bằng te cực kỳ đẹp luôn. Hàng vách tựa lưng cơ sở với em đục là bằng te hai mặt. Yếm dưới cơ sở với em làm là yếm tiền là dày 5 phân. Đấy, yếm hai xung quanh là dày 4 phân. Hàng cực kỳ dày và kênh bong. Vâng, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh Sử Dụng Giang Gốc và tập đoàn Đồ Gỗ Thiên Phú. Và nghe em Biên xin giới thiệu với các bác bộ sản phẩm của anh Giang ở Bình Định. Đây, bộ sản phẩm này anh Giang đã đặt cơ sở bên em là hơn 3 tháng rồi. Và bộ sản phẩm này em đã xong phần mộc, em đã quay ở video mộc rồi. Và hôm nay em sẽ quay video hoàn thiện. Và hiện tại thì trời đang rất là mưa. Thì bộ sản phẩm này thì anh Giang rất tin tưởng đặt cơ sở bên em là hàng nghê 11 món tay 14. Hàng kích thước là đoạn là rộng là 2m4, rộng 2m4, sâu là 80 và cao là 1m6 các bạn nhá. Rất đẹp, ghế thì rộng 1m1, cao là 1m55 và sâu là 80 phân. Và bộ gồm 11 món, một đoạn dài, 4 ghế đơn, một bàn to, một bàn kẹp. Đấy, hai đôi kẹp và hai đôi ngồi. Thì bây giờ em sẽ quay gần chi tiết các bác xem bộ sản phẩm này nó đẹp như thế nào các bạn nhá. Vâng, các bác này, các bác nhìn tổng thể cái đoạn này, cơ sở với em làm cực kỳ trường ghế. Cột 14 nhưng cơ sở với em làm là kích thước của cột 16 các bác nhá. Cao từ dưới mặt đất lên là cao tận 1m55, 1m60, rộng là phổ bì là 2m4, sâu phổ bì là 80 phân. Hàng làm cực kỳ dày dặn. Cơ sở với em pha mặt ván trần xì là pha xẻ 2 phân rưỡi cưa nha các bác nhá. Khuôn tranh là dày 5 phân. Yếm dưới cơ sở với em làm là yếm tiền là dày 5 phân. Đấy, yếm hai xung quanh là dày 4 phân. Hàng cực kỳ dày và kênh bong. Hàng vách tựa lưng cơ sở với em đục là bằng T hai mặt. Đấy, trương cũng được đục bằng T hai mặt là trương nguyên khối. Trương cơ sở với em pha là trương tận 55 phân nguyên một khối luôn các bạn nhá, đục bằng T. Đây là được đục nghê phượng hóa cực kỳ đẹp và đẳng cấp. Hàng nghê bảo đỉnh. Đây các bác có thể nhìn thấy trên màn hình đây, cực kỳ đẹp. Hai bên vách cơ sở với em đục là con phượng và con rồng. Đục hai mặt. Đây, cái khung vách này cơ sở với em làm dày 6 phân, ván vách dày là 4 phân. Rất là đẹp và đẳng cấp. Và phần yếm này cơ sở với em cũng được đục là rồng hóa đây. Rồng hóa và cổ chỉ sen rẹo đục 3 tầng. Đây các bác có thể quan sát cái phần yếm này cơ sở với em làm rất kinh bong, rất là dẻo các bác nhìn thấy chưa? Đây cái yếm này cơ sở với em làm vén cong này. Vén cong cả hai đầu hai bên, cả 3 tầng cổ chỉ, cả khuôn tranh, cực kỳ là dẻo luôn. Đây và tiếp theo đây là cái tay nghe nguyên con. Cái tay nghe nguyên con này là anh Giang đặt cơ sở với em làm giống hệt bộ sản phẩm của anh chị Thanh Nghi ở chợ Dầu Từ Sơn các bác nhá. Đây anh Giang đặt giống hệt bộ của anh chị Thanh Nghi ở chợ Dầu Từ Sơn các bác thấy đấy, con nghe rất là đẹp luôn và kênh bong. Các bác có thể nhìn thấy đục tứ diện các bác nhá. Đục kênh bong tứ diện cái con nghe này các bác có thể nhìn thấy rất là đẹp luôn. Đây cột đây. Cột cơ sở với em làm rất là rộng cột và trường cột đấy các bác nhá. Nó kết hợp với cả trương này, nó viền sang hai bên rất là đẹp, kể cả mặt đằng sau. Đây tiếp theo thì em giới thiệu các bác lên cái ghế đơn. Đây cái ghế đơn này cơ sở với em làm là kích thước là rộng 1m1, cao tận 1m55 phân và sâu 80 phân phủ bì. Và cột thì được làm cột 14 nhưng mà làm rất là cong và dẻo. Các bác nhìn tổng thể đây, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Đấy các bác nhìn thấy chưa? Vân veo nó rất là đẹp, con chọn bầu chọn gỗ. Hàng đẹp không tì vết luôn các bác nhá. Hàng không tì vết, đục hai mặt như nhau. Đây các bác nhìn thấy con nghê này, nó cực kỳ đẳng cấp. Đó, những bộ nghê 14 và nghê 16 hàng đỉnh cao này chỉ có những thợ nghệ nhân của cơ sở bên em mới có thể được đục vào những bộ sản phẩm này thôi. Và những sản phẩm hàng này thì chỉ dành cho những khách hàng nào VIP đẳng cấp thực sự muốn sở hữu bộ sản phẩm này. Đấy các bác hãy nhìn đây, phần vách tựa lưng cơ sở bên em đục ghế là đục tứ linh, long ly quy phục. Mỗi cái vách là đục con rồng, con nghê, con phượng và con rùa. Và ván vách này cơ sở bên em làm dày 3 phân. Đây mặt trước đục bằng te là 3 phân, mặt sau đục bằng te là 1 phân. Đấy, rất là đẹp và kênh bong. Ở phần dưới này hổ phù cũng được đục bằng te luôn các bạn nhá. Hổ phù cũng được đục bằng te. Đây dạ yếm đây, để làm cong bắt luôn, sơn VUM chống xước, hàng O7, hàng siêu đỉnh cao luôn các bạn nhá. Đây tiếp theo mình đến với cái bàn lớn. Cái bàn lớn này kích thước là rộng là 1m07, dài là 1m97, mặt ván là xẻ nguyên một tấm, dày 2 phân rưỡi đục bằng te các bạn nhìn nhá. Các bạn nhìn cái mặt bàn này đục bằng te cực kỳ đẹp luôn. Long ly quy phục tượng trưng cho bốn mùa, tượng trưng cho bốn con vật linh thiêng nhất của đất và trời các bạn nhá. Rất là đẹp đấy, xung quanh được làm chỉ đây, đục mây tổng nghe uốn lượn các bạn có nhìn thấy đây, rất đẹp và có hồn cái mặt này. Khuôn tranh cơ sở với em làm xung quanh là dày 5 phân, vén cong tứ diện các bạn nhá, vén cong tứ diện kể cả phần quay ngăn kéo này,
đến phần cổ chỉ xen dẹo đến phần yếm đều được làm dày là tận 5 phân vén cong tứ diện, chân là chân 12. Đấy, tiếp theo bộ sản phẩm này, nó là bộ sản phẩm làm cẩn thận hơn những bộ sản phẩm khác, nó sẽ thêm một món. Anh Giang đặt cơ sở em thêm một món, đó là thêm một cái bàn kẹp đây các bạn nhá. Cái bàn kẹp này kích thước của nó là rộng là 60, dài là 1m07, cũng đục rồng phượng các bạn nhá. Mặt ván là dài 2 phân rưỡi. Khuôn tranh dạ yếm cong đục vén cong đều bốn bên, cả dạ cả yếm cả khuôn tranh. Đây, hai ở giữa hai ghế đây là một cái đôi kẹp giữa hai ghế là đục, là mặt đục phượng, cũng được vén cong tứ diện, cực kỳ dẻo luôn các bạn nhìn trên màn hình, cực kỳ dẻo và làm tỉ mỉ cẩn thận. Cuối cùng đây là hai cái đôn ngồi kích thước là 40 nhân đôn ngồi kích thước là 45 x 45, hàng cực kỳ dày dặn, khuôn tranh 4 phân, mặt ván là 2 phân rưỡi, cũng được vén cong 4 chiều tứ diện luôn các bạn nhá. Rất là đỉnh cao và đẹp bộ sản phẩm này. Các bác nào quan tâm đến bộ sản phẩm này có thể để lại cho em thông tin ở phần phía dưới, link phía dưới. Còn các bác nào mà muốn quan tâm sản phẩm thì hãy gọi trực tiếp cho điện thoại cơ sở bên em, đó là số điện thoại 0961190, hoặc qua trực tiếp cơ sở bên em là cách cây xăng Cầu Bài, thuộc xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video, và qua đây xin cảm ơn anh Giang và gia đình đã quan tâm đặt hàng, đặt niềm tin vào đầu mối thiên phú để sở hữu bộ sản phẩm đỉnh cao này. Và anh Giang có đặt thêm cơ sở em một cái kệ TV, và sau cái kệ TV thì em sẽ bàn ra một sản phẩm này về Bình Định ở nhà anh Giang. Còn bây giờ thì em xin cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Xin chào.